nhà thân mến, bánh mì miến là đặc sản của vùng đất Hải Dương. Nay kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn xin mượn nét ẩm thực này để ứng dụng cho công thức làm bánh mì miến chay. Phần nguyên liệu rất đơn giản và làm cũng không hề khó. Em mến mời cả nhà xem qua cách thực hiện nha. Dùng 50g cộng miếng dông, em cho nước vào ngâm 10 phút. Khi cọng miếng mềm rồi thì em vớt ra, mình cắt ngắn cọng miếng để khi chế biến cọng miếng không bị rối và dính. Cả nhà nấu sôi nửa lít nước để trụng miếng. Cọng miếng mau chín lắm nên mình chỉ cần nhúng nhanh miếng qua nước sôi rồi lại nhúng nhanh qua nước lạnh để cọng miếng tơi ngon, không bị dính vào nhau. Em làm nóng chảo với một muỗng ăn canh dầu ăn. Em cho một muỗng ăn canh gốc bơ rô băm nhỏ vào phi vàng thơm. Tiếp theo em cho 10g nấm đông cô khô ngâm nở mềm sắc nhỏ, 5g nấm mèo khô ngâm nở mềm sắc sợi. Em xào sơ cho hai loại nấm này thơm hương bơ rô phi. Gia vị nêm nếm em dùng một muỗng ăn canh nước mắm chay, một muỗng ăn canh dầu hào chay, một muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng cà phê đường. Em để thêm 25ml nước vào, xào lửa nhỏ trong 3 phút cho nấm chín kỹ. Kế đến em cho 50g cà rốt bào sợi, cho 100g chả tàu hũ kỳ sắc cộng, thêm 25ml nước nữa. Cả nhà xào nguyên liệu trong 2 phút cho thấm gia vị nha. Sau cùng em cho miếng dông vào. Mình xào miếng khoảng 1 phút thôi rồi tắt bếp. Giờ em sẽ cắt đôi ổ bánh mì ra. Mình không cần dùng bánh mì mới đâu cả nhà, cứ dùng bánh mì cũ, mềm mềm một chút là dễ dồn miếng vào. Em dùng nửa muỗng ăn canh bơ thực vật đem nấu chảy bằng cách hâm nóng trong lò vi sóng với nhiệt độ thấp. Làm nóng nồi chiên không dầu trước, rồi em đặt ổ bánh mì kẹp miếng vào rổ chiên và quét bơ lên. Em nướng bánh mì lần 1 với 100 độ C trong 2 phút. Sau lần nướng đầu tiên, em trở mặt chỗ bánh mì, đồng thời quét bơ lên mặt còn lại luôn. Khác với bản chính, bánh mì miếng Hải Dương sẽ chiên ổ bánh mì ngập dầu cho giòn, thì phiên bản bánh mì miếng chay này, Duyên Nguyễn hạn chế sử dụng dầu ăn và thay bằng cách quét một lớp bơ mỏng rồi nướng trong nồi chiên không dầu cho giòn vỏ bánh. Cả nhà cũng đừng nướng bánh mì trước rồi mới dồn nhân miếng vào, làm như thế dễ gây bể bánh do vỏ bánh rất giòn. Em nướng bánh mì lần 2 với 100 độ C trong 2 phút nữa là xong. Và cả nhà cũng yên tâm rằng phần nhân miếng xào bên trong sẽ không bị khô vì mình chỉ nướng ở mức nhiệt thấp trong thời gian ngắn, đủ để làm giòn vỏ bánh mà thôi. Bánh mì kẹp miếng nướng bơ thơm vứt rồi thì em lấy bánh ra, dồn thêm rau răm cùng ngò rí cho tăng độ thơm ngon. Đừng quên thêm vài lát ớt sừng cay nữa nha cả nhà. Bánh mì miếng chay thật hấp dẫn với phần vỏ bánh vàng hực, bóng bẩy, thơm bơ, nhưng miếng dông xào cùng các loại nấm và cà rốt giòn giòn, ngọt ngọt, đang xen vị chả tàu hũ kỳ thơm béo. Món ăn này hứa hẹn sẽ đưa cả nhà đi từ cảm giác lạ miệng đến khẩu vị ngon miệng. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Vì đang bị cảm lạnh nên tiếng nói của Duyên Nguyễn có khó nghe thì em mong cả nhà thông cảm cho em nha. Xin mến chúc cả nhà làm bánh mì miếng chay thành công.